Vào thời điểm này đã là cuối thu ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Vì thế mà hầu hết các góc phố, con đường nơi đây đã nhuộm một màu vàng rực của cây lá trong mùa thay áo. Đây cũng là thời điểm được coi là lãng mạn nhất ở khu vực này, khi gió mùa se lạnh đã bắt đầu tràn về và khi ra đường, hầu hết mọi người đều phải khoác thêm một chiếc áo ấm. Thu về, rất nhiều người trong dịp cuối tuần hoặc những ngày rảnh rỗi thường tìm tới những khu phố cổ, trung tâm, nơi thường có những tiệm cà phê ngon theo phong cách châu Âu để thưởng thức cái thú vui nhàn tản trong thời tiết lành lạnh, thường kéo dài từ sáng sớm cho tới tận giữa trưa. Với nền nhiệt trung bình trong ngày là từ 12 cho tới 20 độ C, trời se se lạnh thì rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để bạn có những bữa cà phê sáng bên người thân và bạn bè cùng một ly cà phê nóng theo phong cách của Pháp. Mặc dù cuộc sống ở Mỹ luôn hối hả, nhưng có lẽ đây là thời điểm đặc biệt trong năm mà nhiều người thường có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và muốn sống chậm lại một chút để tận hưởng vẻ đẹp cũng như cái se lạnh của thời tiết. Vì thế đây cũng là thời điểm mà người Mỹ thường tổ chức nhiều lễ hội và hoạt động ngoài trời nhất trong năm. Nhiều gia đình vào thời điểm này cũng lựa chọn rời xa các khu phố trung tâm và những tiệm cà phê sáng để tận hưởng mùa thu thay lá một cách êm đềm hơn nữa trong dịp cuối tuần. Đối với những người yêu thích tự nhiên và sự tĩnh lặng thì những khu công viên xung quanh thủ đô Washington DC cũng là điểm đến lý tưởng vào thời điểm này. Bởi vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì hàng ngàn hecta cây cối tại đây đang chuyển sang màu vàng, tạo ra những biển lá vàng bất tận. Đây là khu công viên quốc gia Shenandoah, một trong những khu công viên quốc gia mà người dân sống ở khu vực thủ đô Washington hay tìm tới mỗi dịp như thế này. Nằm cách trung tâm Washington DC khoảng gần 2 giờ lái xe, khu công viên có diện tích lên tới gần 800 km vuông này thực sự là một biển lá vàng vào mùa này. Thay vì thưởng thức những thú vui thanh nhã nơi phố thị cùng bạn bè và người thân, thì mỗi năm rất nhiều người đã tranh thủ cơ hội này, không tiếc công lái xe tới đây để thưởng ngoạn cảnh sắc trong một không gian thoáng đãng, chỉ có lá vàng cùng những tia nắng cũng vàng như mật trước khi một mùa đông lạnh giá với tuyết trắng kéo tới đây.